Sáng 30 tháng 11, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức mẹ nắm, 38 tuổi, ngụ phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang. Trước đó, vào ngày 29 tháng 6, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 10 năm tù về tội danh nêu trên. Tại phiên tòa phúc thẩm sáng ngày 30 tháng 11, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng nhận định, Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa xét xử Nguyễn Ngọc Như Quỳnh về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là có căn cứ, đúng người, đúng tội. Theo cơ quan điều tra, từ năm 2012 đến nay, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sử dụng Facebook cá nhân thường xuyên soạn thảo, viết, đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, video có nội dung xuyên tạc đường lối chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, tại phiên tòa phúc thẩm không có tình tiết giảm nhẹ nào mới nên hội đồng xét xử tòa án nhân dân cấp cao tại đà nẵng quyết định không chấp nhận kháng cáo của bị cáo nguyễn ngọc như quỳnh giữ nguyên bản án sơ thẩm